Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Nên ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. Đế thú nè. Giá thì mềm ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Nên. Rồi, chào anh Tâm, chào cô chú anh chị mình tên toàn quốc nha. Hôm nay cũng tiếp tục về lô mai giảo hạt Thủ Đức ha. Đa số hình thú nha cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị xem hết clip và ưng ý cây thì ủng hộ em ha. Với cái này thì hình thức em vẫn là bao sống bao ship mà cô chú anh chị về nè, trồng và chăm sóc giùm em nha. Thì có những người thì không chịu chăm sóc mà như mua cây của em mà thì chụp hình lại cho đúng số cây đúng ngày ha. Anh em có gì thì nó cũng phải có trục trặc cây thì em bồi thường cây khác nha cô chú anh chị. Có những cô chú anh chị đưa cây thì nó không đúng ha. Chụp hình gửi lại không đúng số, không đúng cây của em ha. Đó thì cái đó em không có bồi thường được nha cô chú anh chị. Tại vì của người khác mà kia em bồi thường thì cũng tội nghiệp chơi sớm nha. Rồi em vô đầu tiên thì em vô cây mãi số 1 ha. Số 1 ha. Rồi cao đây 15 cô chú anh chị. Đó đại số hình thú ha. Đây hoành 18 nha. Đó cô chú anh chị xem ha. Đó rất là quái cây nha cô chú anh chị. Bự rất bự ha. Rồi cây số 1 650.000 ha. Rồi mã số 2 tự nhiên thú nè. Rồi nét luôn. Cao 19. Hoành đây cũng 18 ha. Đó tự thú ha, có đuôi luôn của chú anh chị. Đây có đuôi luôn ha. Đó, rất là đẹp cây. Rồi mã số 2 này 450.000 ha. 450.000. Rồi số 3 của chú anh chị mình đây. Chiều cao 29. Hoành đây 22 hoành ha. Cái này nó đang lên xù nách luôn nha cô chú anh chị nè, nó bể những cái nách ha. Đó, cây rất đẹp, cái mình bự chán luôn cô chú anh chị nha. Rồi cây mã số 3 này 500 cô chú anh chị. 500. Rồi mã số 4 ha. Số 4. Cao đây là 15. Này vậy cắt ngang đây cũng được nha cô chú anh chị. Cắt làm thú nằm dài luôn ha. Tại cổ này đó người ta bỏ bẻ hơi lạc hướng ha. Đây hoành đây 16 ha. Rồi. Đó. Cây cũng duyên dáng ha cô chú anh chị. Có chân trước rồi đầy đủ nha. Rồi cây mã số 4 này 250 ha. 250. Rồi tới mã số 5. Cao 19 ha. Này có cái cũ nè. Hoành đây 20. Đó, đây cũng lạc lạc cái cây này bé co ha cô chú anh chị. Đó. Nguyên cái mình nè. Đó, dài ha. Rồi cây mã số 5 này 350 ha. 350. Rồi mã số 6 quái nha cô chú anh chị. Cao 30. Hoành 21 hoành. Đó, rất quái cây ha. Đây nó đung nè. Có chân giữa luôn nha cô chú anh chị. Chân trước chân sau rồi đầy đủ ha. Đó. Rồi cây mã số 6 này 600 cô chú anh chị. 600. Rồi mã số 7 nha. Cây này ở dưới nó cũng đế mà. Tháng này tháng nắng nên bên shop không có khai thác cây nhiều nha. Chiều cao đây 29 cô chú anh chị. Cây này nó đang bể xù ha. Xù chảy luôn cô chú anh chị. Hoành đây 25 nha. Rồi, ở trong nó còn ẩn đế nha. Ẩn đế trồng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó. Đây nách thì nó đang bể xù ha. Nó chảy luôn cô chú anh chị ha. Đó. Cây cũng rất đẹp nè. Tay cành cũng khá đều nha. Rồi mã số 7 này 700 cô chú anh chị. Rồi, 700. Rồi tới mã số 8 nha. Cao 15. Hoành đây 13 ha. Đó. Đế nè. Quấu xuống ha. Chừng cẳng là đầy đủ luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi số 8 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 200. Rồi 200. Rồi số 9. Cao 35. Hoành đây là 17 ha. Đó, nhìn khối đế luôn cô chú anh chị. Đó, thì cái này em vẫn bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình hết nha. Rồi cây số 9 này 300 cô chú anh chị. 300 thôi. Rồi tới máy số 10. Cao 29 ha. Hoành đây là 22 hoành. Đó, nguyên cái vàng đế trước ha. Có nguyên cái mình luôn của chú anh chị nha. Đó, rất quái cây. Rồi cây số 10 này 350 của chú anh chị. 350 ha. Rồi mã số 11 ha. Cao 14. Hoành, hoành 13 ha. Đó, nè, chừng cẳng dưới nè. Ừ luôn ha cô chú anh chị. Đó, đó, đó. Đó, quá sức ha. Quá đẹp ha. Rồi, mã số 10 11 này 200 của chú anh chị. 200. Rồi mã số 12. Cao 22. Hoành 16 hoành. Đó, nguyên khối đế luôn của chú anh chị. Nguyên cái mình dài nha. Đó.
trường cận quá sức luôn của chú anh chị. Rồi mã số 12 này 250 ha. 250. Mã số 13 cao 18. Hoành 12 hoành. Ồ đế nè, quái nha của chú anh chị. Ồ nguyên khối đế này ha, cục đế luôn của chú anh chị. Rồi mã số 13 này 170 ngàn. 170. Rồi mã số 14 ha. Cao 15. Hoành 12 hoành. Ở hai chân trước có luôn nha cô chú anh chị. À, chân sau quấu luôn ha. Đó. Rồi mã số 14 này 150 ngàn. Rồi 150. Rồi mã số 15 nha. 15. Cao 15. Hoành. Hoành đây 12 ha. Đó, cũng chân cẳng nè. Đó. Chân sau này nó quấu xuống hết luôn cô chú anh chị nha. Rồi cây mã số 15 này 150 ngàn. Rồi 150. Mã số 16. Cao 29. Hoành 17 hoành ha. Đó. Cây thì em đã bao ship cho cô chú anh chị tới nhà hết nha cô chú anh chị. Một cây cũng bao ship ha. Rồi mã số 16 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 350 ha. 350. Rồi mã số 17 nha. 17. Cú whip luôn. Cao 14 ha. Hoành đây là 18 hoành. Đây, chân trước chân sau đầy đủ ha. Nguyên cái mình luôn cô chú anh chị nha. Ở trên giữa này có chân cắm xuống luôn ha. Đó. Tháng này tháng nắng của chú anh chị về nhớ chăm sóc ha. Trồng thì đẩy lợi nhân của chú anh chị. Rồi, nắng quá nó táp già ha. Rồi mã số 17 này 300 của chú anh chị. 300. Rồi mã số 18 nha. Cao 20. Hoành đây là 12 hoành. Đó nguyên cái mình luôn ha của chú anh chị. Chân trước nè đầy đủ ha. Hai bên có hai chân luôn ha. Đó cũng rất quá nha. Rồi mã số 18 này em giao luôn 170 ngàn. Rồi 170. Rồi mã số 19 nha. Cao 24. Hoành 14 hoành. Đó, quái ha. Cây này cũng rất quái ha. Nguyên cái dàn chân trước luôn nè. Đó. Rồi, cây mã số 19 này 150 ngàn. Rồi, 150. Rồi, mã số 20. Cao 22. Hoành 16 hoành. Đó, chân nè cô chú anh chị. Chân cẳng này đủ ha, nguyên mình dài luôn ha. Đó, rất là khá ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 20 này em giao luôn 200. 200. Rồi cây nào tiếp nha. Đó, mã số 21 ha. Cao 20. Hoành đây 22. Đó, trước có hai chân quái ha. Bẻ ngày này bẻ hai chân gà quái ha cô chú anh chị. Đó. Rồi mã số 21 này em giao luôn 400 ha. Rồi 400. Rồi mã số 22. Cao 15. Hoành đây 14 ha. Đó, chân cẳng đầy đủ nè, nguyên cái dàn đùi nó rất đẹp nha. Rồi, mã số 22 này 250 ngàn. Ờ, 250 thôi. Mã số 23. Cao cũng 15 ha. Hoành đây là 13 hoành. Đó, rất quái cày nha. Thế thì cắm xuống không ha. Rồi, mã số 23 này 150 ngàn. Rồi, 150. Rồi, mã số 24. Cao 16. Hoành 17 hoành. Đó, chân cẳng mình mẩy ha. Đầy đủ luôn cô chú anh chị ha. Chân trước chân sau đều hết luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 24 này 320 ha. 320. Rồi mã số 25 cũng quái ha. Rồi cái mình nè, hai cái giò. Hai giò đưa ra mình rất là ấy ha. Dễ thương ha. Chiều cao đây 32. Hoành đây là 219 hoành nha cô chú anh chị. Đó, hai cái chân này trước nè. Đó cũng khá ấy ha. Cái chân trụ có luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 25 này 400 của chú anh chị. Rồi tới mã số 26 nha. Cao 27. Hoành 21 hoành. Đây. Cây này khá đẹp ha. Chân cẳng quá sức luôn của chú anh chị ha. Đó, nó ôm xét cái nồi đế luôn nha. Đó, cây này nó lên xù mạnh lắm cô chú anh chị nha. Đây nè. Đó, lên một bích luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 26 này 650 ngàn. Rồi 650. Rồi mã số 27 ha. Cao 27. Hoành đây là 16 ha. Đó. Nguyên cái nồi đế ha. Khá đẹp ha. Rồi mã số 27 này 250 cô chú anh chị. 250. Rồi mã số 28. Cao 20. Hoành ha. Hoành đây 20 ha. Chân trụ trên giữa có luôn nha cô chú anh chị. Đó. Chân trụ rất đẹp luôn nè. Đó. Chân cẳng đầy đủ ha. Khai thác mờ mờ cho cô chú anh chị dễ thấy ha. Cho nó mạnh cây. Rồi mã số 28 này 300 của chú anh chị. 300. Rồi mã số 29 nha. Cao 15. Hoành 10 ha.
Đó, hiền cũng khối đế nè của chú chị. Đó, chân đầu cắm xuống ha. Rồi, mã số 29 này 150 ha. Rồi, 150. Rồi, cây này rất đẹp nha. Số 30 của chú chị. Cao 20. Vành đây là 19. Đó, nồi đế nè. Quái ha, nguyên cái mình ha. À, số lượng thú này em cũng còn ít cây nữa là đã hết rồi nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, mã số 30 này 320.000 ha. Rồi, 320. Rồi, mã số 31. Nồi đế luôn. Cao 29 nha. Vành 18 vành. Đó. Nhanh tay ủng hộ luôn cô chú anh chị. Nè, khối đế luôn cô chú anh chị. Đó. Cây này tay cành rất đẹp nha. Rồi, mã số 31 này em giao lưu 650 ha. 650. Rồi, tới mã 32. Đó, cây này với cây 31 và trên cặp đẹp nè. Chiều cao 30. Vành đây là 19 luôn. Đó. Rất đẹp luôn cô chú anh chị. Rất quái ha. Đó, khối đế luôn. Rồi, mã số 32 này 650 luôn. 650. Mã số 33. 33. Cao 28. Vành 17 vành. Đó, cũng rất đẹp ha, nguyên cái mình ha. Dài luôn cô chú anh chị. Này tay cành cũng khá đẹp nè. Rồi mã số 33 này 300 cô chú anh chị. 300. Rồi mã số 34. Cao 22. Vành, vành đây 22 luôn cô chú anh chị. Đó, chân trụ cắm có luôn ha. Đó, chân cũng rất bự nè, nguyên thú nằm dài nha. Rồi mã số 34 này 400 ha. Rồi 400. Rồi mã số 35. Ồ, cái chân nè. Đỏ nét luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 19. Vành 20 vành. Đó. Nè, cái chân ha, đừng cái mình nè. Đó, rất quái nha cô chú anh chị. Đó, thú rặt luôn cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 35 400 luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 36 nha. Cao 30. Vành 20 ha. Ồ, nguyên một cái mệnh thú dài luôn của chú anh chị. Cây này tại cành cũng đẹp nha. Rồi, mã số 36 này 400 luôn của chú 400. Anh chị. Rồi, mã 37 ha. 37. Cao 25. Quanh 17 ha. Ồ, thú này nhỏ ha, chân bự ha. Chân trụ thì bự nha của chú anh chị. Rồi, mã 37 200. 200. Mã 38. Cao 15. Vành 12. Chơi bonsai đúng mức luôn rồi chú anh chị. Đó, một cục luôn ha. Đó. Rồi, mã 38 này 150 nghìn. Rồi, 150. Rồi, mã 39 ha. Cao 20. Vành 17 vành. Đó, quái ha. Nguyên cái mình luôn. Đó, hình như con thú ngóc cái đầu lên ha của chú anh chị. Rồi, mã 39, 300. 300. Rồi, mã 40, mã cuối ha. Rồi, cao 20. Vành 19 ha. Đó. Cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã 40 này 350 nghìn ha. Rồi cuối clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Cũng mong cho cô chú anh chị xem hết clip gần cái cây thì ủng hộ em ha. À, bên kênh Mai Vàng Thanh Tâm thì các shop đã thuê quay nha cô chú anh chị. Yeah. Mong cô chú anh chị xem kỹ nha. Yeah. Số điện thoại thì của mấy shop thì để tên tiêu đề nha. Cô chú anh chị nào cứ điện thẳng vô số điện thoại ha. Yeah. Thì giờ cô chú anh chị nào có trục trặc cây đó thì cứ chụp hình gửi về Zalo cho chủ shop nha. Yeah. Thằng chủ shop xem cây thì cây nó chưa đạt thì chủ shop sẽ gửi lại cây khác nha cô chú anh chị. Yeah. Rồi, em xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho mình nên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.